chung miệng ớt thì hả? mà chung miệng ớt thì Đường này mọc nhiều này. Thì vô này lại đau. Thôi thì bé đi. Mẹ cho nó xíu luôn. Dưỡng cô quá à.
Trời, tính mai đừng có năm chị đâu. Chán đau chóng chứ nha. Mẹ đau sương sương, bây giờ đau quá đau. Đâu có bào này chứ. Coi lấy chim đồng nghiền không? Kali mà có mua gì đâu, có mua gì đâu. Thank you.
cái gì không? Không. Bé chỉ đau gì không nổi đâu. Đợt trước có qua rồi đây. Con có bà rồi. Hả? Ở chỉnh mấy gì đâu. Nó ba mấy chân mềm á. Ok kì đi. Mấy cục to không mà. Để sợ bớt thăm máu. Cô đi lần đầu tiên rồi em. Giờ là chậm mà nhanh rồi. Hôm qua mà có lấy cái kiểu mà đi nhanh dưới á.
Nhiều kinh lắm. Rồi xuống luôn. Gọi rồi nãy chị Thuận gọi rồi chưa biết thì hơi sợ quá nè, được trước không sợ mà được này sợ luôn đấy. Ông già là mười nó thanh niên thanh nữ gì đâu. Thank you.
Bây giờ quá mất tích luôn kìa. Bây giờ quá không thấy bây giờ đâu luôn. Cả mười mấy phút khác là anh quay tiếp nha. Gì đâu. Là cuối tuần là cha mẹ dẫn con ăn. Em thái lần nào không biết sao nó thái thấy Trang có bô bông lắm mà chị hả?